nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo tâm lý tốt cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn thành lập các đội hình tình nguyện viên phục vụ tại các điểm thi. Toàn tỉnh thành lập 33 đội thanh niên tình nguyện với trên 600 đoàn viên tham gia và đã vận động được trên 10.000 chai nước uống, hơn 30.000 khẩu trang, 1.000 chai nước sát khuẩn, lập 25 điểm coi xe miễn phí, liên hệ 10 địa điểm nghỉ trưa tạm thời cho thí sinh và người nhà. Ngoài ra, các đội hình tình nguyện cũng sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, phát hiện ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và xử lý các sự cố bất thường về thời tiết, tai tệ nạn. Những năm qua, chương trình tiếp sức mùa thi đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện trong đoàn viên thanh niên, sinh viên. Đây thực sự là môi trường giáo dục để thanh niên cống hiến, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Đồng thời, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhiều thí sinh và gia đình, được các cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.